Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Ông Erdogan, tình hình ở Trung Đông là cơn điên loạn do phương Tây khuyến khích. Khép lại giai đoạn thăng trầm. Các phái viên NATO họp khẩn sau cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Hungary. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố rằng tình hình ở Trung Đông là cơn điên loạn do phương Tây khuyến khích. Thay vì chú ý đến sai lầm của mình và hành động với sự thông thái của nhà nước, chính quyền Israel lại đang hành động như một tổ chức được các cầu thủ bên ngoài khu vực hỗ trợ. Khu vực của chúng ta phải được cứu vãn khỏi cơn điên loạn mà các nước phương Tây khuyến khích là được truyền thông phương Tây hợp pháp hóa. Tôi kêu gọi tất cả các nhà nước và các tổ chức quốc tế chân thành ủng hộ các sáng kiến nhằm nhanh chóng thiết lập lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Gaza, ông Erdogan tuyên bố trên mạng xã hội. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa kêu gọi chính phủ Israel đừng bao giờ mở rộng quy mô cuộc tấn công vào dân thường và hãy lập tức chấm dứt các chiến dịch diệt chủng. Gaza không có đồ ăn, phương Tây có biện pháp nào? Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan phàn nàn về việc phương Tây thiếu các biện pháp thích hợp trong điều kiện không có nước, không bánh mì, không lương thực ở Gaza. Hiện tại ở Gaza không có nước, không có bánh mì, không có thực phẩm. Tất cả những điều này đều trái với nhân quyền. Phương Tây ở đâu? Họ có thực hiện biện pháp nào ở đây không? Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu tại Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng. Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các kênh ngoại giao thông báo cho Israel và Palestine rằng mình sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải để giải quyết xung đột, bao gồm cả việc tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước nói trên. Chính xác là ngài Tổng thống Erdogan đã có cuộc điện đàm với cả hai nhà lãnh đạo của Israel và Palestine. Tôi có thể nói rằng đây là những cuộc trao đổi rất có tính xây dựng. Ngài Tổng thống kêu gọi các bên ngừng bắn và nối lại đàm phán. Về phần mình, thông qua các kênh ngoại giao Ankara đã thể hiện cho các bên biết mình sẵn sàng đảm nhiệm bất kỳ vai trò hòa giải nào, bao gồm cả việc tổ chức cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo, người đối thoại của hãng tin cho biết. Quan hệ Mỹ-Liên minh châu Âu đang đứng trước cơ hội bình lặng trở lại sau những năm tháng đầy biến động dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhờ cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 10 giờ địa phương, tuy nhiên khép lại giai đoạn thăng trầm vẫn là thách thức đối với cả hai. Đây là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU lần thứ hai dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại sự kiện do Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Li Jin và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michael đồng chủ trì, các nhà lãnh đạo tập trung đánh giá các dự án hợp tác thu hẹp những khác biệt để củng cố mối quan hệ đối tác xuyên tại Tây Dương, hướng tới đối phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng như biến đổi khí hậu cũng như cân đối lại nền kinh tế thế giới. Những chủ đề nóng được hai bên mang lên bàn thảo luận gồm xem xét sự hợp tác giữa Mỹ và EU, trong đó có cam kết chung nhằm hỗ trợ Ukraine, nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế tăng lượng sạch toàn cầu dựa trên chuỗi cung ứng an toàn, linh hoạt, tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và giải quyết các thách thức liên quan, tiếp tục hợp tác trong các công nghệ quan trọng và mới nổi, bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Diễn ra trong bối cảnh chính trị thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng và khó đoán định, lãnh đạo Mỹ-EU mang nhiều kỳ vọng đặt vào hội nghị lần này khi cả hai đều đang cần những cú hích quan trọng cả về chính trị lẫn kinh tế. Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden đang cần những điểm cộng trong cuộc chạy đua tiếp tục là ở lại Nhà Trắng. Trong khi đó, các nước EU vẫn cần sự ủng hộ của Mỹ cả về ngoại giao lẫn tài chính trước mùa đông sắp tới trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt. Về các tranh chấp thương mại và hợp tác kinh tế xuyên Đại Tây Dương, nhiều khả năng hai bên sẽ không đạt được các thỏa thuận mang tính toàn diện, chiến lược như tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất, mà chỉ thống nhất gia hạn các thỏa thuận hiện có, ví dụ như thỏa thuận về các khoáng sản quan trọng để EU có thể hưởng một số miễn trừ nhất định trong đạo luật giảm lạm phát của Mỹ, có thể đạt được một số thỏa thuận mới về công nghệ quan trọng và mới nổi. Liên quan đến Ukraine, đây là vấn đề cả hai bên có thể kỳ vọng nhất, nhưng để đạt được các kết quả tích cực cũng là thách thức nhất. Trong thượng đỉnh lần này, chính sách đối với Ukraine có lẽ thu hút sự chú ý nhiều nhất khi hai bên đồng thuận trong chính sách nhưng khó khăn trong tiếp tục viện trợ quân sự vì các lý do khác nhau. Các kết quả cụ thể về viện trợ cho Ukraine có thể còn phải chờ đợi các yếu tố nội bộ từng bên như tranh cãi của Đảng Cộng Hòa tại Mỹ, bầu cử tại một số nước châu Âu hoặc tiến trình giải quyết mâu thuẫn giữa Ukraine và một số nước về xuất khẩu ngũ cốc. Theo đó, hai bên sẽ tập trung vào khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine hơn là các hành động cụ thể, đặc biệt là viện trợ quân sự. Ngoài việc mong muốn đạt được một thỏa thuận liên quan đến kế hoạch hợp tác để tạo ra một khu vực thuế quan chung nhằm áp dụng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ các nền kinh tế phi thị trường,
EU còn mong muốn đạt được một thỏa thuận về các khoáng sản thiết yếu cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Điều này liên quan đến việc loại bỏ các yếu tố phân biệt đối xử trong kế hoạch khí hậu lớn của Mỹ được bỏ phiếu vào mùa hè năm 2022. Các công ty phải cung cấp bằng chứng về một tỷ lệ phần trăm khoáng sản nhất định đến từ Mỹ hoặc các đối tác đã ký kết hiệp định tự do thương mại với Washington trong pin ô tô điện để có thể hưởng trợ cấp từ kế hoạch này. Thế nên, việc đạt được thỏa thuận về khoáng sản thiết yếu sẽ cho phép các công ty EU trở lại vị thế tương đương với các đối thủ cạnh tranh đến từ các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ. Trong khi đó, về phía Mỹ, đây cũng là cơ hội để nước này đàm phán rõ ràng hơn với EU về cơ chế điều chỉnh carbon mới được EU áp dụng hồi đầu tháng 10 vừa qua. Đây cũng là một cơ chế mới của châu Âu nhằm chống lại các nguyên liệu gây ô nhiễm và đến từ các thị trường có chi phí thấp. Thuế carbon châu Âu sẽ được sử dụng như một hệ quy chiếu tham khảo để tiến hành thiết lập khu vực thuế quan chung Mỹ-Âu. Hơn thế nữa, chính quyền của Tổng thống Joe Biden trước đây từng mong muốn được miễn và lo ngại rằng hàng xuất khẩu của nước này có thể bị ảnh hưởng bởi các khoản thuế của châu Âu. Việc có thể làm rõ những khúc mắc này có thể tạo tiền đề cho việc hâm nóng lại quan hệ song phương vốn căng thẳng từ sau các chiến tranh liên quan đến nhôm và thép. Hai bên cũng có thể xem xét phối hợp chặt chẽ hơn sau cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ và sau khi EU hoàn thiện các quy tắc của mình về thuế nhập khẩu carbon. Về mặt chính trị, tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU năm 2023, dư luận đang mong chờ song phương phải thể hiện quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ trong phản ứng trước các cuộc xung đột Nga-Ukraine hay Israel-Hamas. Điều cần thiết lúc này đó là việc yêu cầu Israel phải tuân thủ luật pháp quốc tế trước khi có bất kỳ hành động nào. Đây cũng không phải là những xung đột căng thẳng duy nhất thách thức Mỹ và EU, cùng với đó là việc tìm ra những giải pháp cho vấn đề khủng bố hiện đang gây nhức nhối cho các quốc gia châu Âu cũng như các vấn đề an ninh mạng. Đại sứ Mỹ tại Budapest cho biết mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Nga và Hungary đang gây ra những lo ngại về an ninh. Theo cơ quan truyền thông của Mỹ đưa tin ngày 19 tháng 10, đại sứ các nước NATO tại Hungary đã tổ chức một cuộc họp đột xuất trong bối cảnh lo ngại về cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Orbán ở Bắc Kinh. Tổng thống Putin và Thủ tướng Orbán gặp nhau vào ngày 17 tháng 10 tại thủ đô Trung Quốc khi cùng nhau tới diễn đàn Vành đai Con đường do Trung Quốc tổ chức. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Hungary kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Cuộc tập hợp các đại sứ của khối và đặc phái viên từ Thụy Điển, quốc gia vẫn chưa được Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phê chuẩn tư cách thành viên NATO, diễn ra tại Budapest sau đó 2 ngày. Tại cuộc họp, các nhà ngoại giao đã thảo luận về những lo ngại về an ninh trước mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Moscow với thành viên NATO. Đại sứ Mỹ tại Hungary lưu ý Washington mong muốn chính phủ Hungary xem xét nghiêm túc những mối lo ngại an ninh chính đáng này. Đồng thời, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Orbán là đáng lo ngại. Trong ngày 17 tháng 10, đại sứ đã đăng một bức ảnh lên trên trang Twitter chụp Thủ tướng Orbán và Tổng thống Putin bắt tay nhau kèm theo dòng chú thích Thủ tướng Hungary một mình giữa các đồng minh chọn đứng về phía Nga. Về phần mình, tránh văn phòng Thủ tướng Orbán nói rằng đại sứ Mỹ không có thẩm quyền quyết định chính sách đối ngoại của Hungary vì đó là công việc của chính phủ Hungary. Trong cuộc gặp Thủ tướng Orbán, Tổng thống Putin cho biết quan hệ giữa Moscow và Budapest chỉ được xây dựng trên cơ sở tính đến lợi ích của nhau trong nhiều thập kỷ qua. Đồng thời, ông chủ điện của Kremlin vẫn lưu ý mối quan hệ của Nga với nhiều nước châu Âu đã được duy trì và phát triển. Tháng 9 năm 2022, Thủ tướng Orbán chỉ trích các lệnh trừng phạt của EU đối với Moscow cho rằng công dân châu Âu trở nên nghèo hơn trong khi Nga vẫn chưa bị khuất phục. Ông kêu gọi ngừng bắn để chấm dứt xung đột Ukraine, lưu ý các lệnh trừng phạt Nga đang gây ra tổn hại cho nền kinh tế EU. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!